Xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn sinh viên khóa 17. Mình là sinh viên khóa kinh tế khóa 16 tại trường Nova College. Mình rất là tự hào khi được học tập tại mái trường này. Khi học tập nơi đây, mình rất là tự hào với các thầy cô cũng như là nhà trường luôn luôn cố gắng không ngừng để cho sinh viên chúng ta có thể phát huy hết những khả năng học tập và rèn luyện để bước ra môi trường bên ngoài làm việc thực tế. Mình đại diện cho khóa 16 xin chúc cho tất cả các bạn sinh viên khóa 17 có thật nhiều sức khỏe, vững tin khi bước vào giảng đường tại Nova College để cùng nhau trau dồi và học hỏi kiến thức thật tốt về chuyên môn. Xin chào thầy cô và tất cả sinh viên khóa 17. Mình thay mặt cho các sinh viên khóa 16 xin kính chúc các bạn sinh viên khóa 17 thật nhiều sức khỏe và vững tin để bước vào giảng đường Nova College để cùng nhau nâng cao kiến thức và chuyên môn để có thể nghề phù hợp nhất ạ.